Bác ơi, sao? Lúc đầu là hơi buốt ở cái chân này này. Dạ. Xong rồi nó bị đau, chân này cứng như này. Rồi, hiểu rồi. Xong rồi nó sang bên này. Dạ. Xong bây giờ nó vào thay đổi như thế cũng được. Mà. Kiểu như là lúc nào nó cũng muốn gồng người lên. Muốn gồng người lên, đúng rồi, hiểu rồi. Ừ. Nó tự nhiên là làm cho cái cơ thể mình nó buồn bã trong người tự. Ừ. Nó không có vui ha. Cười không nổi đúng không? Không. Rồi bây giờ xoay đỡ là sao? Bác đứng dậy cho bác xoay đỡ cái người coi sao? Cái khó chịu làm sao? Bác này bác bị cái tổn thương cái L4, L5 với L5X1 cho nó chèn xuống cái chân. Rồi bây giờ bác quay đi. Quay thì quay. Được. Ừ. À, đó là mặt không vui, không cười được. Thấy không? Bị nó làm như là người nó bức bách, nó bị cột là vậy. Nó làm không gần phải cái chỗ này phải đánh lên à, mà bên mông là bị nhiều thứ nhất. Lúc đầu là bên mông này. À, lúc bên này. Đầu tiên là nó nhói xuống cái chân này. Rồi. Cái bàn chân không có bây giờ hiện tại nè. Bây giờ hiện tại là nó lại chưa xong, lúc xong rồi xuống bên này, bây giờ hiện tại nó vào chưa luôn. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ phải cho bác cười mới được. Rồi, ngồi dậy. Đó. Nằm đi, 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 đi. Này gọi là mặt trong cái mùa xuân. Lâu quá rồi, nó đau, nó nằm
cái người mình mẩy là nó rêm hết, xích ra đây chút, qua đây chút, đó, vậy đó, đừng có ngại gì hết, nghe không? Làm đơn rồi mà. Sướng chạy đôi mắt rồi, nâng thẳng người ra, nâng thẳng người ra, đó, rồi bây giờ có lẽ là bây giờ nằm nghiêng quay mặt bên kia chút, đó vậy đó, quay qua, đó, rồi cái lùi lưng ra sau lưng này đó, vậy đó, đó, đứng ra, đứng rồi, rồi cái chân này thẳng ra, đó. Rồi nằm rồi thẳng lên luôn. Rồi quay qua đây, rồi đó câu về sát ra đây nó chút đó, rồi ok được rồi, rồi thẳng lên đó vậy đó. Vậy xương xấu xương xương lên cái nó rụng hết rồi, rồi vậy quay đầu bên kia nè, cho nằm gối đàng hoàng, cái này tự nghĩ nghĩ rồi đó. Bây giờ nha là bấm cái điểm này á, là rất là đau, nhưng mà mỗi lần đau á là thay vì nó đau quá thì cười cũng chi. Tại vì á là hồi trước giờ đau á nó buộc, nó giống như sợi dây á, nó buộc là hết cả người, thắt cả người, còn tự nhiên giờ giống như cởi trói ra, bây giờ nhẹ nhàng nằm nghe anh sướng gì đâu đúng không? Đấy. Bà lại phải chịu chơi đó, bấm bà đâu không vui gì đâu. Đóng nào? Không, tại hồi đó giờ đau quá rồi, về là mừng đó. Dạ. Bác là gì của bác này? Ủa, hôm nay là gì? Nhà con dâu. À, dâu đó. À, dâu. Rồi nhà có mấy dâu? Hai dâu rồi mấy rể? Đây, à tức là nhà hai trai, bà này có bước á, tự nhiên có thêm được hai đứa nữa. Rồi hôm nay là mẹ là ở nhà không có cười hả? Buồn quá phải không? Rồi. Lâu lắm rồi thầy. Bị lâu hả? Lâu rồi bao lâu? Hả? Tháng mấy không có đủ cười, nhưng bệnh bao lâu? Dạ, cái này thì bệnh từ hồi cách đây 40 năm. 40 năm. Cái này gọi là 40 năm trường thành. Uống thuốc không? Uống riết mà tiêu luôn. Thằng bà mẹ chồng tôi ghét dâu cười trước liền. Đó, đó. Tại đó ở chỗ mà đâu có thấy cười gì đâu. Bây giờ là chữa xong cái về nhảy đi nhảy lầm được rồi phải không? Bà dỗ về, bà không sợ đau được. Rồi, nằm đầu quay qua đây. Rồi, ngồi dậy, đầu quay qua đây. Người quay, đầu quay. Rồi, được rồi. Rồi, ngồi. Thì cứ đụng cái đầu gối mà đầu mà yếu cái đầu gối là hết rồi. Hồi nãy kéo cổ đã không? Bây giờ thêm cái đã nữa nha. Rồi thêm nha. Hốp mạnh lên. Hốp mạnh lên. Thank you.
Ok. Rồi, có chóng mặt, có khó chịu gì không? Không phải không? Rồi, bây giờ sao rồi? Để chẳng giàu nó quay phim ra. Bên này nó dẹp rồi. Hả? Bên này nó dẹp rồi. Dẹp rồi hả? Không còn. Hả? Bên này nó dẹp rồi. Dẹp rồi hả? Còn mấy tầng mà nó đau bên nào là còn bên đó bây giờ. Bây giờ hết rồi. Bây giờ xây trở còn sao? Ôi chà, con đi xin ngồi vậy? Ôi trời. Vậy thì cười lên cái cho nó chơi. Giờ thằng cười nữa rồi. Ừ. À, công bộ xuân rồi. Đấy. Hạnh phúc quá à. Giờ mình thấy bao nhiêu cái đau đớn. Hồi trước như cái dây nó cột thắt mà bây giờ nó giãn ra hết. Chỗ này nó cứ kéo cả người rồi. Ừ. Còn bây giờ giãn hết rồi. Rồi giờ đứng dậy đi qua lại thử coi. Con ngon lành chưa? Đó, đi đường xa, đi mạnh dạn lên rồi ngon lành đi. Đó. Ôi trời ơi, nhẹ nhàng nha. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823, Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.